Theo Thông tấn xã Việt Nam, các lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng vượt qua biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga. Theo tờ Kyiv Independent, thông tin trên do lãnh đạo khu vực là ông Vyacheslav Gladkov đưa ra vào ngày 27 tháng 8. Ông Gladkov viết trên Telegram, có thông tin rằng Ukraine đang tìm cách vượt qua biên giới của tỉnh Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn nhưng đang được kiểm soát. Các thông tin về vụ xâm nhập Belgorod cũng đã xuất hiện trên các kênh Telegram của Nga. Theo kênh Mass, khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã tấn công vào điểm kiểm soát biên giới tại Nikotievka và khoảng 300 người tấn công tại Shibekino. Một kênh khác là Shok nói rằng các lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi Nikotievka sau khi chịu tổn thất và không có cuộc đụng độ nào xảy ra tại Shibekino. Shok cũng chỉ ra rằng mặt trận gần Shibekino nằm ngay đối diện với thị trấn Vorchen của Ukraine đã được đẩy lùi hơn về phía nam sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kharkov hồi tháng 5. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thông tin này được đưa ra khi cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã kéo dài được 3 tuần. Ngày 26 tháng 8, kênh Telegram Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tăng cường tên lửa và pháo cho vùng Kursk. Kể từ khi bị tấn công, tỉnh Kursk đã gửi 21 yêu cầu lên Bộ Quốc phòng Nga về cung cấp vũ khí trang bị để bảo vệ biên giới. Đến nay đã có 19 yêu cầu được đáp ứng. Nga đã huy động không quân ném bom vào các vị trí của quân đội Ukraine tại Kursk. Theo thông tin từ Moscow, ngày 25 tháng 8, đội trực thăng K-52 đã tiến hành không kích và tiêu diệt các mục tiêu nhân lực và xe bọc thép của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 tuyên bố chiến dịch tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện do phía Kiev đưa ra.